Xin chào anh em yêu cờ Xem các cao thủ Trung Quốc thi đấu với nhau Thực sự sẽ mở mang được rất nhiều điều Nhất là những trận cờ có phi đao cạm bẫy trong khai cuộc Về khoản này thì không ai cao thủ hơn Trịnh Duy Đồng Phi đao đề mình hở phát là dính trưởng ngay Tuy nhiên trận cờ hôm nay lại nhắc đến hai nhân vật cực kỳ lợi hại khác Một người chính là Ngọc Diện Thần Quân Tưởng Xuyên, ông vua khai cuộc của làng cờ Trung Quốc, thuộc binh đoàn của Vương Thiên Nhất, đối đầu với Lục Mạch Thần Kiếm, Triệu Hâm Âm, thuộc binh đoàn của Trịnh Di Đồng. Đây là một trận đấu, một bên sẵn sàng bỏ quân để lấy thế công. Liệu rằng có thành công hay là sẽ thất bại? Mời các bạn cùng bước vào trận cờ siêu phẩm. Trận đấu này thuộc vòng 4 giải cơ tướng Quán quân toàn quốc Nam Bắc đối kháng tái năm 2022. Bởi vậy, các kỳ vương mang trong mình danh dự của cả quê hương, họ phải thi đấu với tinh thần cao nhất. Trong trận này, được cầm tiên thủ tưởng xuyên sử dụng thế trận pháo đầu tấn công nơi trung lộ, đối phó lại triệu hâm âm lao ma lên bảo vệ trung tâm. Bấy giờ, tưởng xuyên mã 2 tấn 3 xuất động ma bên cánh phải. Về phần triệu, nhanh chóng cơ động chiến xe, tưởng xuyên không vội ra trực xe, anh thúc binh lộ bảy, ý đồ ưu tiên phát triển pháo ma trước. Về phần tiểu triệu, thúc binh đối lại, lúc này tưởng xuyên mã 8 tấn 7, còn triệu bày trận đồ bình phong mã. Tưởng xuyên quyết không ra trực xe hoặc là hoành xe hay như là tuần đà pháo, anh gấp rút lao mã lên bàn hà. Về phần triệu, bình tĩnh C4 tấn 5 ra cố trung lộ Tưởng xuyên là ông vua khai cuộc Cách ra quân vô cùng khéo léo Lập tức pháo 5 bình 7 Dịch chuyển đội hình Chắc chắn là ẩn tình Nhiều âm mưu phía trong Ứng phó lại Triệu hâm âm lấy tinh chế động Tượng 3 tấn 5 làm dày trung lộ Bấy giờ tưởng xuyên pháo 8 bình 9 Chuẩn bị ra xe bên cánh trái Về phần tiểu triệu Anh bình pháo ra biên Chuẩn bị đưa xe kỵ hà tấn công mã bản hà của đỏ đây là cách ứng phó vô cùng tích cực của bên đi sau tưởng xuyên với ý chí cầu thắng vô cùng máu chiến bình xe đuổi pháo anh cứ ngỡ rằng đối phương sẽ phải chạy pháo hay là ra xe bảo vệ trên pháo khi đó anh sẽ có đoàn dùng mã ăn xuống tốt dồn toàn lực tấn công mã lộ ba cổ đen kế đó anh liên tượng ổn định trên đồ đánh về lâu dài bên đen có vẻ bất lợi và không có đòn phản như mình đã nói cái hay của các cao thủ trung quốc đó là khả năng nghiên cứu khai cuộc vô cùng đỉnh cao chẳng thế mà triệu hâm âm vô cùng bình tĩnh lao xe của hà bắt lại ma đỏ và sẵn sàng chịu mất quân nước cờ này y như là sóc quay mạnh đi thực sự mà nói quá kinh khủng để hiểu hết huyền cơ của nước phế mã này chúng ta cùng chờ xem nhé hình cơ đối công gay gắt đã leo lên lưng cọp buộc phải chiến bởi vậy tưởng xuyên ăn pháo ngay về phần tiểu triệu anh bắt lại mã bấy giờ tưởng xuyên tiếp tục ăn mã vậy là mới khai cuộc bên đỏ đã hơn quân trong thâm tâm của mình tưởng xuyên vô cùng lo lắng bởi vì đối mặt với anh là một kỳ vương hàng đầu thế giới đâu dễ bỏ quân như vậy Anh tự nhủ Mình phải dồn toàn lực để phòng thủ Chứ không thể chủ quan Bởi lẽ những sai lầm nhỏ Sẽ khiến anh phải trả giá Vô cùng đắt Về phần tiểu triệu Đã phế quân Chỉ còn đường lao lên đấm đá Nếu không đánh được Chỉ còn đường thua Bởi thế anh ăn tốt và đuổi pháo Sau khi pháo đỏ chạy Triệu lập tức lao ma lên bàn hà dùng pháo đuổi xe ép buộc xe đỏ phải chạy xuống kế đó anh ta ăn tượng ngay rõ ràng bên đen phế mã nhưng bắt hơn tượng đồng thời lao mã lên bàn hà còn xe đỏ đang chìm dưới đáy vậy mới thấy việc phế mã chính là mưu cầu vị quân đẹp để từ đó tấn công đối phương tức là phế quân có mục đích chứ không hề vu vơ lúc này tưởng xuyên chạy xe vào lộ 6 ý đồ thoái lui về ổn định chân đồ triệu tính rằng pháo đỏ là mối nguy trong tương lai vậy nên anh điều xe đuổi pháo sau khi pháo đỏ chạy vào lô 7 anh thoái xe an tốt tập trung hỏa lực truy kích vào tốt đầu của bên đen mục tiêu của tiểu triệu chính là ăn hơn tốt đánh cờ tàn sẽ ưu thế tưởng xuyên nghĩ ra kế lạ thoái pháo về ý đồ đóng vào trung lộ bấy giờ Triệu không vội tấn công Bình tĩnh ra xe mạnh Tưởng xuyên cũng đâu kém cạnh Anh hoành c lầu 1 Tiểu triệu bình pháo vào lô 7 Nhỏ mã của bên đỏ Kỳ thực mà nói Tưởng xuyên rất muốn lên tụng ngũ Bảo vệ trên má Nhưng sợ rằng đen có đòn mã 6 tấn 7 vừa là án tốt Lại âm thầm dọa bắt tượng ngũ Bởi vì bên đỏ đang bị quể tượng Khi đó đỏ sẽ dễ vơ thế Vậy nên tưởng xuyên quyết chơi đôi công Anh chạy xe vào lộ 4 Đuổi ma đen Tiểu triệu vô cùng khéo léo Thăng xe lên bảo vệ chiến mã Tưởng xuyên nghĩ rằng Ta hơn quân không thể thủ bi động Anh điều pháo vào ngũ Dọa bát tốt đầu Anh tính rằng mình ăn được tốt đầu Kế đó điều xe sang lộ 6 Sức công xe mạnh và nhanh hơn đối phương Nhưng triệu hâm âm Được ví là lục mạch thân kiếm lại mang trong mình tuyệt kỹ lăng ba di bộ đâu phải đơn giản lập tức lao tốt bảy qua sông tấn công trực diện mã lộ ba của đỏ vậy là hai bên quyết chơi đối công rồi không nói nhiều Tưởng xuyên ăn tốt đầu triệu thực sự quá khôn lanh trong công có thủ thoái pháo đuổi xe ép xe đỏ thoái lui về sân nhà sau đó mới ăn tốt bảy xuống tấn công mã đỏ có thể thấy lực phản của bên đen rất là mạnh Tuy nhiên đỏ có pháo đầu Lập tức điều xe sang vị 6 Đang dọa sát cục Ép buộc tiểu triệu thoái xe về Bảo vệ sân nhà Bấy giờ tưởng xuyên thoái mã về lộ 1 Tuy nhiên tiểu triệu có con xe thần thánh Lập tức an tốt đầu chiếu tướng Và dọa bắt pháo Tưởng xuyên buộc phải bình xe vô ngũ Mời đấu quân Triệu không nghe chạy xe qua lộ 3 Bấy giờ thường xuyên chạy xe qua vị 6 trong thực chiến tiểu triệu lại bình xe chiếu tướng và tất yếu tưởng xuyên lại điều xe mời đấu tóm lại hai bên dồn qua dồn lại một vài nước với mục đích lấy thời gian đó là thủ đoạn thường thấy của các cao thủ trong những trận đấu quyết định về phần tiểu triệu anh khát khao chiến thắng lập tức lao pháo quá hả với mục tiêu đóng pháo vào đầu tấn công nơi trung lộ sau đó lao ma tới để chiêu tướng với mục tiêu nướng quân của bên đỏ nhìn chung thế công của đen rất là hung hãn ngoài ra tiểu triệu còn có mục tiêu sâu xa đó là chia loan dễ thúy cụ thể ở đây chính là ly gián đôi xe của bên đỏ tưởng xuyên có phần Camalun đúng ra anh nên kéo pháo về cản pháo đen bởi lẽ đen có điều xe vào chiếu anh bình xe mới đấu tuy rằng anh vẫn khó đi hơn nhưng đen cũng chưa làm gì được trong thực chiến anh đi hơi bi động lên tượng làm giày trung lộ anh cứ ngỡ rằng tiểu triệu đóng pháo vào chiếu tướng thật không ngờ anh ta lại bình pháo đuổi xe ép buộc xe đỏ phải chạy bấy giờ tiểu triệu nhẹ nhàng khép tốt vào cả đường xe đỏ lối đánh của triệu cực kỳ khó chịu tưởng xuyên bực mình quá phóng ngựa lên lộ ba ai dè triệu hâm mâm rất là quái điều xe vào vị bốn đang phục đòn bình pháo chiêu tướng bắt chiếc xe đỏ nước cờ của triệu rất đáng học tập tưởng xuyên đành co cẳng chạy xe qua lộ tám vậy là anh đã mất liền hai nước tiên lúc này triệu nhẹ nhàng bình pháo vào chiếu đây là mấu chốt của ván cờ đúng ra tưởng xuyên nên lên xe. khi đó đen sẽ co đoàn lang má qua sông dọa bắt pháo đầu lúc đó pháo đỏ mà thoái lui thì đen cứ nhẹ nhàng thoái xe với mục tiêu diệt pháo đầu nguy hiểm là đỏ hết đòn phản ngay do đó trong hình cờ này buộc bên đỏ phải chạy pháo nước cờ khả dĩ là ăn pháo qua tốt biên bấy giờ đen mới nhẹ nhàng dùng xe bắt pháo đáy còn đỏ Ban lại tốt Đánh như vậy thì đen tuy yếu còn có thể chống cự thêm vài nước nữa Ấy vậy mà trong thực chiến ban đấu Tưởng Xuyên đã bị mù cờ Anh điều pháo vào mời đấu quân Đây là nước đi chủ quan và theo quán tính Bởi lẽ chỉ chờ có thế triệu phi xê xuống Đánh nước cờ cực kỳ ảo diệu với mục tiêu bác sĩ tạo sát cuộc Dính phải đòn này, tưởng xuyên man nghệt y như là mới mất sổ gạo anh thầm nhủ nếu mình ăn pháo họ ăn xê và sĩ ép tướng phải lên sau đó tấn xê chiếu tinh rượu sát cuộc triệu hoa mâm với khai cuộc phế mã liên tiếp tung ra các rượu thủ khiến tưởng xuyên rơi vào mê hồn đại pháp rồi thua vô cùng nhanh tóm lại thế trận bình phong mã với đoàn phế mã khi đối đầu trung pháo rất nên nghiên cứu và học tập nếu nghiên cứu kỹ hoàn toàn có thể áp dụng trong thực chiến chúc các bạn xem cờ vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại